Chào toàn thể các bác làm vườn, các bác nông dân. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác một cái dòng kéo hữu ích dành cho tất cả mọi nhà, cho các bác làm nông nghiệp, các bác làm cây. Thì đây là một dòng kéo Santa, dòng kéo này nó 3m nhé. Chiếc kéo mới thì cái chiều thu về của nó sẽ là 1m8, như trên kia em để, đấy là kéo mới. Còn cái này thì em dùng đã được 6 năm rồi. Với cái chiếc kéo cắt cành trên cao này thì em sẽ hướng dẫn chi tiết các bác. Rất nhiều bác đặt chiếc kéo này về nhưng khi mới mua về các bác chưa biết cách sử dụng nhé. Rất chi là dễ các bác, chỉ cần các bác để ý qua một chút là biết thôi. Đây là cái phần cắt quả nhé. Một chút nữa em sẽ thí nghiệm luôn để các bác xem. Đây là cái quả em vừa cắt ở vườn về. Cũng nhiều video em đi cắt nên cắt trực tiếp ở trên cây. Hôm nay em sẽ cắt để ở dưới này và quay sát tận gần để các bác nhà mình khi dùng chiếc kéo này các bác sẽ biết cái cách sử dụng luôn. Cái lưỡi của cái đầu chiếc kéo này rất chi là hay nhé. Nó là lưỡi thép chịu lực, nó khỏe. Nó có thể cắt được một cành to bằng ngón tay như thế này. Cứ một cành to bằng ngón tay như thế này là được nhé. Còn nếu như to hơn bằng cổ tay thì các bác có thể sử dụng chiếc cưa đi cùng của chiếc kéo này. Mỗi một chiếc kéo theo một chiếc cưa. Cưa thì cũng em đã chi tiết với các bác rất nhiều về cái lưỡi cưa này rồi. Đấy nhá. Thì cái cách để cắt gắp quả nhá. Đầu tiên là cái phần gắp quả là cái phần lưỡi vàng này nhá các bác nhá. Cái phần lưỡi vàng này thì sẽ giúp các bác gắp quả này. Một cái cành, đây em sẽ thử một cái cành này là cái phần tỉa cành rơi trực tiếp nhá. Cái phần tỉa cành rơi trực tiếp thì với một chiếc kéo này nó sẽ có hai chức năng. Một là cắt cho rơi trực tiếp và một là cắt để gắp giữ quả trên cao. Như các bác nhìn cái quả bưởi này nó có trọng lượng là trên 1kg đấy nhá. Nhưng mà cắt rất chi là dễ dàng. Thì em sẽ thử với cái cành này trước này. Các bạn có nhìn thấy cái cành này thì nó cũng to. Một đốt ngón tay nhé, em cắt luôn này. Các bạn sẽ xem em cắt luôn. Đấy. Này em đã cắt và giữ một cái cành như thế này. Nếu các bạn nhìn nó rất chi là đơn giản này. Đây là giữ một cành em vừa mới cắt đứt cái đầu đấy nhá. Đấy cái phần này phần cặp quả này. Và em sẽ cắt thử cái trái bưởi đây. Cái đây là tay em cầm như này nhá. Em sẽ quay xa như này cho các bác nhìn. Cái phần tay cầm sẽ như thế này. Để các bác cắt một quả thì em cũng sẽ cắt luôn cái quả bưởi như thế này. Chiếc kéo này vô cùng là hữu ích. Với cái quả bưởi này nếu mà nó ở độ cao là 3m nhá, 3, 4, 5m thì các bác đều vặt được. Em sẽ gắp lên và em sẽ cắt đứt cái đầu nhá. Các bác nhìn em cắt đứt cái đầu này. Đấy, em vừa cắt đứt cái cuống ở phần phía trên này nhá. Và chiếc kéo này vẫn cặp một quả bưởi một cách dễ dàng như các bác nhìn đây. Cái quả bưởi này có trọng lượng 1,5 cân. Đây các bác nhìn nhá. Thực sự rất chi là tốt với cái dòng kéo hữu ích như thế này. Đây là cái phần này phần cặp quả này. Các bác có thể cặp quả nhá. Giữ rất chi là chắc. Và khi các bác cặp quả thì các bác lưu ý nhé, cái phần tay các bác sẽ phải nắm chặt bóp như thế này. Thì chiếc kéo của các bác mới giữ được cái quả ở độ cao là 3, 4, 5m. Còn nếu như các bác mà nhả tay ra cái nhá, nhả tay là nó rời luôn này. Đấy, nhả tay ra như thế này cái nó sẽ rời luôn. Và khi cắt thì nhất thiết là các bác sẽ phải cắt chặt, gắp chặt cái tay cầm như thế này. Thì đây là toàn thể một chiếc kéo cắt cành trên cao. Một cái dòng kéo hữu ích dành cho tất cả các bác làm vườn. Và tiếp theo là phần tỉa cành rơi trực tiếp nhá. Tỉa cành rơi trực tiếp thì các bác nhà mình sẽ chuyển đầu kéo. Cái phần nhựa nó sẽ lên trên, cái phần tỉa sẽ bên dưới. Em ấy tỉa cho nó rơi trực tiếp cho các bác xem nhé. Đây. Các bác mình có nhìn thấy không? Đây nhá. Em tỉa nó sẽ rơi cái cành này xuống ngay lập tức này. Với cái phần tỉa cành rơi trực tiếp thì nó sẽ rơi trực tiếp và nó sẽ giữ cái cuống ở phía trên này các bác nhìn đây. Một cái cuống này cũng khá là to nhá. Nếu như một chiếc kéo cắt cành mà cắt một cái cành quả như này thì rất chi là đơn giản. Đấy. Thì em cũng vừa chi tiết về cái mẫu kéo cắt cành trên cao để các bác tham khảo. Thì với cái kéo này thì cái phần thu về của nó đây là 1m8 nhá. Và cái cách để kéo ra thì các bác mới mua về này, chiếc kéo của bác nó sẽ khóa kéo như thế này. Đây là chiếc kéo khóa kéo. Các bác sẽ mở vào phần kéo này ra nhá. Mở ra trước khi làm thao tác gì là phải mở cái đầu kéo này ra trước thì mới thao tác những cái phần kia. Các bác sẽ nắm chặt cái phần này vào, mở ra. Đấy, khi mở ra như thế này nhá, cái phần đầu của chiếc kéo nó mới hoạt động. Thì các bác sẽ rút chiếc kéo ra.
Các bác có nghe tiếng tạch không ạ? Đấy. Cái đấy rất chi là quan trọng nhá. Nếu như chiếc kéo của bác khi các bác rút mà nó chưa vào khớp, chưa lẩy được ra cái như cái công tắc điện như này thì chiếc kéo của bác nó sẽ không hoạt động được. Một chiếc kéo các bác phải cho khi kéo dài ra 3-4 mét đấy thì phải cái lẫy nó sẽ phải vào lẫy như này nhá, các bác nhìn này. Đấy. Như vậy mới là vào lẫy nhá. Thì các bác xem cái video này của em thì hãy theo dõi kỹ nhá. Đấy cũng rất chi là dễ thôi, nhưng mà với các bác mà mới mua về, rất nhiều bác chưa biết làm thao tác thì hãy xem qua cái video này của em. Đặc biệt ở chiếc kéo Santa này nó sẽ có một chiếc móc cành. Một chiếc kéo mới sẽ đi theo một chiếc lưỡi cưa. Đây các bác này. Đây là một chiếc kéo mới nhá. Sẽ đi theo là một chiếc lưỡi cưa như thế này. Một chiếc lưỡi cưa đây. Đây là chiếc lưỡi cưa của chiếc kéo mới. Cái chiều thu về của nó sẽ là 1m8 và cái chiều kéo dài ra thì nó sẽ là 3m. Đây là một dòng kéo cao cấp, dòng kéo nhập khẩu của hàng Đài Loan, 100% chính hãng nhé các bác nhé. Thế thì em cũng vừa chia sẻ với các bác về cái dòng kéo cao cấp. Nói là cái dòng này gọi là dòng đã là cao cấp sau hàng Nhật thôi các bác ạ. Nó chỉ đứng sau hàng Nhật thôi, còn nó đã là một cái dòng cao cấp nhất trong những cái dòng kéo cắt cành trên cao rồi. Đấy thì em cũng vừa chi tiết về cái mẫu kéo cắt cành này. Đấy, các bác mà quan tâm tới những cái mẫu kéo cắt cành trên cao thì hãy đăng ký kênh của bên cơ sở em nhé. Bên cơ sở em là bên xuất dụng cụ nông nghiệp. Đấy, rất nhiều những cái mẫu kéo để gửi tới các bác. Đấy, một quả bưởi 1,5 kg mà rất chi là đơn giản nhé. Cái cành to này, các bác nhìn cái cành cắt rất chi là to, mà cái độ sắc ngọt của nó rất chi là căng này. Da không chảy xước một chút nào thì các bác phải hiểu cái kéo này nó sắc đến mức độ như thế nào. Đấy. Đó, vâng, thế các bác mà đang cần tham khảo những cái mẫu kéo cắt cành trên cao khác nhau thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính của bên em, chuyên cung cấp về tất cả những cái vật tư về nông nghiệp, về đồ bonsai, về đồ cây cảnh. Chào các bác nhé và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.